có mặt trong buổi tiệc cưới, lễ tân hôn, chúc mừng hạnh phúc dành tặng đến cho chú rể Duy Khánh, sánh duyên cùng cô dâu Khánh Vân. Một lời chào thân thương và trân trọng nhất cả. Kính thưa quan viên hay họ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, từ ngàn xưa cho đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, và khoảnh khắc tới ngày hôm nay đó cũng chính là khoảnh khắc chung đôi của đôi uyên ương Duy Khánh và Khánh Vân. Khoảnh khắc hai bên bồn họ, nhà trai, nhà gái đều có mặt đầy đủ để cùng chung tay xây đắp hạnh phúc và kết tình nghĩa thông gia. Và thưa quý vị, chúng ta cũng biết một điều là trước đây chú rể và cô dâu là hai con người xa lạ, nhưng với hai chữ định mệnh đã đưa họ lại gần nhau hơn, thân quen nhau để rồi yêu nhau. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày lành và tháng tốt, được sự chấp thuận và đồng tình của chính quyền sở tại và sự đồng tình của hai bên gia tộc đã quyết định tổ chức nghi thức lễ thanh hôn chúc mừng dành tặng đến cho Duy Khánh và Khánh Vân. Trải qua năm chờ tháng đợi, trải qua tất cả những cung bậc thăng trầm trong tình yêu, và để rồi ngày hôm nay tình yêu ấy thực sự cũng đã được chín mùi, và đôi uyên ương cũng đã trở về thưa chuyện với cha mẹ đôi bên gia đình. Và ngay giây phút hạnh phúc này đây, để cùng chúc mừng cho đôi uyên ương Duy Khánh và Khánh Vân, ban tổ chức của chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý hãy cùng hướng mắt về phía cổng hòa và dành tặng cho đôi uyên ương bằng những tràng pháo tay thật lớn, thật giòn giã, thay cho những tiếng pháo cưới, để cùng chào đón cô dâu xinh đẹp Khánh Vân sánh duyên cùng chú rể Duy Khánh. Kính mời đôi tân hôn cùng tay trong tay di chuyển về sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều. Và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng chào đón và chúc mừng cho đôi uyên ương. Kính thưa tất cả quý vị, để có được ngày vui trọng đại như ngày hôm nay, chúng ta không thể nào không nhắc đến những người đã có công nuôi dưỡng và dưỡng dục đôi tân hôn được khôn lớn nên người. Và ngay tại sân khấu này, chúng tôi xin trân trọng kính mời di chuyển về sân khấu những người được tôn vinh nhất trong ngày vui trọng đại hôm nay, đại diện chủ hôn của tộc họ nhà trai. Trân trọng kính mời người mẹ đáng tôn kính của chú rể, đó chính là quý bà Nguyễn Thị Liên, cùng với một vị đại diện chủ hôn sẽ cùng di chuyển về sân khấu. Và về phía họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu ông bà Huỳnh Văn Dũng, Vũ Thị Tuyết Nga là ba mẹ của cô dâu Khánh Vân. Chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng chào đón đại diện đến từ hai bên gia đình. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, chắc chắn rằng chúng ta đang nhìn thấy những nụ cười rất tươi, rất rạng ngời trên gương mặt của những vị đại diện hai bên gia đình, là đại diện của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm nay ba mẹ của cô dâu và chú rể cũng đã nhìn thấy rằng ngày hôm nay con cái của họ cũng đã chọn được cho mình một bến bờ hạnh phúc. Và sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay đó chính là niềm vui, niềm vinh dự cho gia đình của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và trên sân khấu là một đại gia đình thật hạnh phúc, một cô dâu hiền, một chàng rể thảo, cùng với hai bên gia tộc của chúng tôi. Một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ em xin mời bộ phận lễ tân giúp cho em 4 ly rượu ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đồng hành cùng với hai bên gia đình của chúng tôi trong ngày hôm nay, chắc chắn rằng không thể nào thiếu sót một vị đại diện họ nhà trai, đó chính là con xin được mời bác cùng tiến về sân khấu với gia đình của chúng tôi trong ngày hôm nay. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng chào đón đại diện họ nhà trai. Thank you.
Xin được trân trọng kính mời vị đại diện họ nhà gái. Dạ vâng, có thể nói là trưa ngày hôm nay những tình cảm quý báu của tất cả quý vị biết là thì tất cả chúng ta thì mỗi người ở mỗi nơi và mỗi người thì mỗi công việc khác nhau, nhưng khi quý vị nhận chung một cánh thiệp mừng từ gia đình thì hầu hết quý vị chúng ta đã bỏ hết tất cả và chỉ dành thời gian vàng ngọc của mình đã cùng về đây minh chứng và chúc mừng tình yêu của đôi bạn trẻ. Thì ngay khoảnh khắc này đáp lại những tình cảm quý báu đó, đại diện chú hôn của tập họ nhà trai xin trân trọng kính mời ông sẽ thay mặt cho tập họ nhà trai gửi những lời cảm ơn đến với tất cả mọi người. Con xin kính mời. Kính thưa toàn thể quý ông bà cô chú, kính thưa toàn thể quý bà con hai họ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý cùng các bạn trẻ rất thân mến. Hôm nay tôi xin phép được đại diện cho họ tộc nhà trai. Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt và gác lại những công ăn việc làm rất quan trọng của mình để đến đây chúc phúc cho con cháu chúng tôi trong ngày tân hôn hôm nay. Nhìn với bầu không khí trong hôn trường, tất cả đã nói lên tình yêu thương của quý vị dành cho con cháu chúng tôi trong ngày tân hôn hôm nay. Không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị và kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Nhân đây, cầu cũng xin chúc cho hai cháu sống trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Hai cháu phải biết hiếu thảo với cha mẹ hai bên. Và cuối cùng tôi kính chúc toàn thể quý vị dùng bữa thật ngon miệng và bỏ qua những thiếu sót cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã lắng nghe những lời chia sẻ, những lời cảm ơn đến từ phía họ nhà trai rất là chân tình. Và ngay sau đây để đáp lại, xin được trân trọng kính mời vị đại diện họ nhà gái có đôi lời chia sẻ trong ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa tất cả quý vị có mặt trong hôn trường ngày hôm nay, tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin gửi lời trân trọng, tri ân và cảm ơn tất cả quý vị bên họ nhà trai đã đón tiếp họ nhà gái chúng tôi rất là nhiệt thành và chu đáo. Một lần nữa tôi xin cảm ơn và chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, thành đạt trong công việc. Xin cảm ơn. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những tràng pháo tay đón nhận của tất cả chúng ta và cũng xin được cảm ơn hai vị đại diện chủ hôn đến từ hai bên gia đình đã gửi những lời cảm ơn, những tình cảm đến cho tất cả quý vị. Và trước ở đời sân khấu thì con xin được mời hai vị đại diện chủ hôn hãy tiến lên phía trước và bắt một cái tay thật là chặt để kết chặt tình xuôi gia. Rồi, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, ngày cưới là một trong những ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chính vì vậy, theo truyền thống của cha ông ta để lại, thì ngay sau đây đôi nữa sẽ cùng nhau tay trong tay rót đầy những tháp ly tràn đầy tình yêu và tràn đầy hạnh phúc để thể hiện đối với toàn thể quý vị đang có mặt trong hôn trường ngày hôm nay. Xin được mời cô dâu và chú rể. Và ngay giây phút hạnh phúc này đây để tri ân tình cảm sâu sắc với cha mẹ đôi bên, cô dâu và chú rể sẽ dâng những ly rượu hiếu, rượu thảo cho cha mẹ. Và trước hết, xin được mời đôi nương cùng dâng những ly rượu hiếu, rượu thảo cho cha mẹ bên chú rể. Và hai ly rượu mừng đầu tiên kính dâng lên cho các đấng sinh thành. Mời hai vị nhận rượu của đôi tân hôn. Và tiếp đến sẽ là những ly rượu hiếu, rượu thảo cho cha mẹ bên cô dâu. Khi đấng sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào
để cha đừng buồn. Ơn dưỡng dục một đời chúng con ghi tạm, nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên. Rồi cảm ơn chú rể và cô dâu. Mời chú rể trở về vị trí của mình ạ. Và ngay giây phút ở đây quý vị ơi, chúng ta hãy cùng tạm thời dừng và buông những đôi đũa của mình, thay vào đó rót thật đầy những ly bia, những ly nước ngọt để cùng tứ thân phụ mẫu của đời nước nâng ly chúc mừng cho hai bên gia đình của chúng tôi trong ngày hôm nay nhé. Quý vị ơi, chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Đã rót đầy những ly bia, những ly nước ngọt của mình chưa ạ? Và ngay giờ đây xin được trân trọng kính mời ba mẹ cô dâu, ba mẹ chú rể tiến sát gần nhau hơn, chạm ly nhau để cùng chúc mừng cho hai bên gia đình của chúng ta trong ngày hôm nay ạ. Rồi quý vị ơi, hãy cùng nâng ly để chúc mừng hai họ ạ. 1, 2, 3. Hôm nay sum họp chúc may, tình trong một khắc nghỉ dài trăm năm. Hôm nay hai họ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Xin chúc mừng hai họ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn quý ông quý bà rất là nhiều. Và ngay giờ đây xin được trân trọng kính mời quý ông quý bà trở về hàng ghế danh dự của mình và nhường sân khấu tình yêu lại cho đôi nương. Rồi xin cảm ơn hai bên gia đình mình rất là nhiều. Chúc con mời bốn vị trở về xuống bên dưới để chung vui với tất cả mọi người. Mời chú rể và cô dâu cùng tay trong tay di chuyển về bức tranh cát để cùng chia sẻ và vẽ lên một bức tranh, một câu chuyện tình yêu đẹp mà anh chị sẽ gửi tặng đến cho tất cả mọi người. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vàng. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì ngay giờ đây đôi nương thay vì rót champagne thì đôi nương đã chọn rót cát. Và cũng có thể nói là một khoảng thời gian, một khoảnh khắc chú rể và cô dâu đã hằng mong đợi. Và kể từ giây phút này họ đã chính thức là của nhau. Tuy hai là một, tuy một là hai. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, cát là thể hiện sự tinh khiết mộc mạc, là khởi nguồn gốc của sự sống, là biểu hiện cho sự trường tồn. Cát cũng là nền tảng không thể thiếu để xây nên một ngôi nhà mơ ước. Và đôi nương đã chọn rót cát, đó không chính là một tình yêu bền vững mà đôi nương đã có được ngày hôm nay. Và tôi như đang bay, giấc mơ sao giữ em tay trong tay. Màu xanh là tượng trưng cho sự thiên nhiên, và màu đỏ là tượng trưng cho sự nồng nàn nhiệt huyết. Và cũng giống như con tim và trái tim cũng đỏ, và đôi bạn trẻ ngày hôm nay đã cùng hòa quyện chung một nhịp đập của con tim. Và một lần nữa rất mong tất cả chúng ta hãy cùng nổ lên một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa, chúc mừng dành tặng đến cho chú rể và cô dâu. Cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Rất tuyệt vời, một bức tranh hạnh phúc đã được vẽ lên với đôi bàn tay của chú rể Duy Khánh và cô dâu Khánh Vân. Và bây giờ mời chú rể và cô dâu cùng tay trong tay di chuyển về tháp bánh để cùng chia sẻ với chiếc bánh ngọt ngào trong ngày cưới của chính mình.